Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Cổ phiếu được hình thành như thế nào? Hàng ngày thì chúng ta cứ nghe cái tên cổ phiếu, chúng ta chẳng hiểu rõ được cái bản chất của cổ phiếu là như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn, những nhà đầu tư mới chưa tìm hiểu thị trường, mới tham gia vào thị trường tài chính lần đầu tiên sẽ hiểu một cách nó rất là ngắn gọn và đơn giản nhất nhé. Chúng ta hãy cùng xem xét một cái câu chuyện đầu tư vào một cái doanh nghiệp thực tế. Đó là chính là một cái doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động ABCD. Cái doanh nghiệp này thì kinh doanh điện thoại iPhone anh chị và các bạn ạ. Thế thì ban đầu thành lập ấy thì có bốn anh là góp vốn ban đầu là anh A, anh B, anh C và anh D. Mỗi anh thì đóng góp với tổng số tiền là 10 tỷ đồng. Trong đó thì anh A đóng góp 1 tỷ đồng, anh B đóng góp là 3 tỷ đồng, anh C đóng góp là 4 tỷ đồng và anh D đóng góp là 2 tỷ đồng. Với những cái tỷ lệ sở hữu tương đương như sau: anh A sẽ sở hữu 10%, anh B sở hữu 30%, anh C sở hữu 40% và anh D là sở hữu 20%. Và cái doanh nghiệp này hiện tại thì đang làm ăn ổn định. Tuy nhiên thì trong thực tế nó luôn luôn phát sinh có những cái nhu cầu do cái nhu cầu của khách hàng người ta tiêu dùng đúng không ạ? Dùng điện thoại di động nhiều hơn, iPhone người ta sử dụng nhiều hơn, rồi thì doanh nghiệp họ sẽ phải cần mở thêm các cái cửa hàng để mà đáp ứng cho cái việc là nhu cầu sử dụng iPhone của khách hàng đúng không ạ? Chúng ta không chỉ bán ở riêng Hà Nội, chúng ta có thể bán ở Hồ Chí Minh hoặc là các thành phố lớn khác như là Đà Nẵng hay là Quảng Ninh vân vân. Thế thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ phải cần vốn để mở cửa hàng đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xem xét xem là ông doanh nghiệp ABCD này thì sẽ huy động vốn như thế nào đúng không ạ? Bình thường thì ông ấy có thể huy động vốn của các cái cổ đông cũ là ông A, ông B, ông C, ông D, thì mỗi cái ông đấy thì bỏ tiền thêm vào. Tuy nhiên thì lúc này các ông đang không có đủ tiền, không có tiền vì là mở nhiều cửa hàng quá, ông không bỏ tiền được vào. Thứ hai đó là gì? Doanh nghiệp vay đi vay ngân hàng. Tuy nhiên đi vay ngân hàng thì ngân hàng họ cũng chỉ cho vay một phần thôi, với ví dụ như vay tín chấp thì cũng chỉ vay một phần, hoặc là có tài sản đảm bảo thì cũng chỉ vay được một phần trên tài sản đảm bảo, mà hầu hết thì doanh nghiệp chưa có tài sản đảm bảo. Vậy thì làm như thế nào? Thế thì anh A, anh B, anh C, anh D anh sẽ kêu gọi thêm các cái nhà đầu tư khác như kiểu là các nhà đầu tư EF, JK, LM vân vân rất nhiều đúng không ạ? Thế thì kêu gọi như thế nào đúng không ạ? Thế thì có một cái cách thức để anh ấy kêu gọi là anh ấy phát hành các cái giấy xác nhận sở hữu vốn của mình trên thị trường, và người ta gọi đó là cổ phiếu, và mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng chẳng hạn như vậy. Thế thì cái giấy xác nhận này sẽ chứng nhận cho các nhà đầu tư được sở hữu một phần cái doanh nghiệp ABCD này, và cái cổ phiếu này được gọi là một tài sản. Và tại sao nó lại là một tài sản? Vì nó thể hiện cái quyền của nhà đầu tư với doanh nghiệp, đó là quyền hưởng các cái lợi nhuận, quyền được hưởng các cái cổ phiếu phát hành thêm, rồi vân vân. Lúc này thì doanh nghiệp thì không còn là sở hữu của anh A, anh B, anh C, anh D nữa, mà sẽ là sở hữu của rất nhiều các cái cổ đông khác, EF, JK, LM, và mỗi một cổ đông lúc này sẽ sở hữu một số lượng cổ phiếu và chiếm giữ tỷ lệ cổ phần ở trong cái doanh nghiệp ABCD. Đó, như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn cái hình thành của cổ phiếu, cái nguồn gốc hình thành của cổ phiếu nó từ đâu. Đó, xin cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Còn rất nhiều các cái video khác về cổ phiếu để anh chị hiểu rõ hơn về nó, giúp cho anh chị có những kiến thức căn bản nhất trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường tài chính.